Hiện tại sông Đặng đang có mặt ở đây là một cái bờ sông nha. Xa xa thì quý vị có thể thấy là bên đó là có một cái chiếc xà lan. Thì hôm nay là sông Đặng đi cùng các anh em mình, có cả kênh anh Huy Đăng TV. Huy Đăng TV với lại mẹ các Tiên Thử Thách nha quý vị. Các Tiên Thử Thách. Các Tiên Thử Thách. Thì hôm rồi ở trên mạng xã hội cũng đã dấy lên một cái vụ việc rất là thương tâm và cũng gây chấn động dư luận trong những cái ngày qua. Là chị Hà 39 tuổi đã rơi xuống sông. Thì bây giờ cái nguyên nhân của cái gây ra cái chết của chị Hà là bây giờ là vẫn chưa có biết được. Đó, không biết là có bị người chồng hãm hại hay là tự chị té hay là vì một cái nguyên nhân nào đó khác hay không. Đó, nhưng mà ở đây anh em của Thông Đặng thấy là tại sao cái xác khi chị Hà mà rơi xuống cái đó là chị Hà không có trôi ở đâu, đi đâu mà vẫn nằm một chỗ mà sao cái xác lại không nổi lên. Mà em nghĩ chắc là vướng cây hay gì đó anh. Vướng cây hay là do cái áp lực nước á. Mà mỗi khi mà dạng như là mình mất xuống rơi xuống đó rồi là mình sẽ vướng một thời gian rồi mình sẽ nằm ở đó. Rồi khoảng chừng vài ngày nữa là sẽ phình lên. Ủa mà tại sao mà tới mười mấy ngày rồi ta nghe thông tin? Không, là theo cái anh sẽ nghĩ cái hướng khác nha. Cái hướng của anh nghĩ là lúc á là mình bị rơi xuống dưới là em sợ là có một cái vật nặng. Vật nặng á đãi dưới gần xuống như là có cái chiếc ghe cào đó. Nó tới nó cào nhầm khi mà cái vật nặng á thì như là mình như là cái ấy mình cột không kỹ á nó sẽ vuột. Vuột nó mới phình lên, như là cái đó là theo anh nghĩ. Cái đó nói chung là đó là những cái giả thiết của anh em đưa ra thôi chứ không phải là mà chứ anh em chưa có khẳng định một cái vấn đề gì hết nha quý vị. Thì cũng có thể là chị Hà khi mà rơi xuống đó thì chỉ mặc áo quần gì đó nó bị vướng vô trong một gốc cây, như nãy các Tiên Thử Thách cũng nói, vướng vô cái gốc cây hoặc là một cái gốc tầm dông gì đó, nói chung là gốc cây vướng vô cái áo cái quần cho nên nó là giữ ở đó hoài. Đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà một điều lạ đây tôi thấy á, ví dụ như bây giờ vướng cái áo vô đi đúng không? Đúng rồi. Thì nước cái dòng thủy triều nó ra vô. Ví dụ như khi mà nó chảy về hướng này đi thì vướng lại, đúng không? Đúng rồi. Và khi mà nước nó rồng nó chảy ngược ra ra thì nó sẽ đi ra, nó sẽ cái thi thể nó sẽ trôi ra, đúng không? Còn cái này tại sao nó nằm yên một chỗ? Mà cái thi thể thì theo như quý vị cùng với các anh em của Thông Đặng cũng đã biết, cái thi thể sau 3 ngày là nó sẽ nổi lên như trái banh. Đúng rồi. Trừ khi nào mà cá rỉa hay là phân hủy hết thịt nó còn bộ xương không, bắt đầu nó mới chìm xuống. Đó, mà tại sao là nằm ở dưới 12 ngày mà không nổi lên. Từ đó giờ em cũng biết về vấn đề mà bên cái mà dạng xác cho xong em cũng biết một chút xíu. Tại em cũng thường đi thiện nguyện đó. Thường thường á là cái xác á, nếu mà nói về mà chết nước nè nó rất là nhanh nha. Khi mà đã chết khoảng chừng 2 ngày, đúng không? Cái ngày thứ 3 là bắt đầu là chuẩn bị phình lên, phình nó lên. Có một cái lực á sẽ đẩy lên. Thường thường á là chết cái vị trí nào là sẽ nổi cái vị trí đó, người ta sẽ có dùng mọi biện pháp để mà được cái xác nổi lên. Ví dụ đúng như rồi. Thả gối nè. Đúng rồi, đúng thả rồi. Gối nè, hay là thả gà nè, dịch nè, dịch đâu đó, dịch đâu đó. Đi tìm. Tại em không hiểu tại sao mà 12 ngày mà lại chưa nổi. Không, mà theo anh nghĩ á thì có là có tâm linh hay là không. Theo các Tiên Thử Thách nói gì thì là... anh cũng nghĩ là chắc có thể là có tâm linh. Thì cái đó là theo mình nghĩ thôi. Đúng không? Đúng rồi. Nên là theo mình nghĩ thì như là anh nghĩ nếu mà cái lúc mà anh thấy như là đây nè, để mình quay cận mình gum lớn xíu đi, chiếc xà lan nè. Nè anh em thấy không? Mấy bánh xe không? Bánh xe không? Đó, mấy cái bánh xe này thì như là có khả năng là cái bánh xe này nó cũng là không ngoại lệ nha anh em. Không ngoại lệ nha. Bánh xe là không ngoại lệ. Thì xe theo như những cái sự suy đoán của anh em á, có thể là có cái vấn đề tâm linh can thiệp. Không, em nghĩ là chắc có. Chắc có. Người ta mấy như là giữ chân như là thường thường á, ở dưới cái dòng sông anh là lúc nào cũng phải có, như là ở trên bờ cũng có thần thủy thần đó là ở dưới dòng sông cũng phải có. Nghe thêm thông tin đó là không biết là chị Hà này là có đeo vòng vàng gì hay không mấy anh em. Nếu như chết 12 ngày nếu mà đeo vòng vàng là nó sẽ
nó sẽ bị phù, nó sẽ bung ra, nó sẽ đường thịt đó nó sẽ bung ra. Em suy nghĩ là cái mức độ mà cái cương lên đó rất là cao nha. Và phải cắt nha, nếu không phải 12 phù, ngày phù. Nếu mà áo quần có thể là người tới nó phải phình ra, phải tét ra luôn á, nút áo có thể là bung ra luôn á, mà không biết là như thế nào thôi. Tại vì khi cái xác người mà khi mà nó phình lên rồi á, là nút áo đồ là nó tét hết rồi. Tét hết à. Tét hết, tại vì nói chung da nó phù lên mà. Mà thường thường phụ nữ á là sẽ là mặt úp xuống. À, nam ngỡ, là ngửa lộn mà ngửa. Phụ nữ là nằm ngửa lên. Lộn mọi người. Nam là úp xuống. Nữ là ngửa lên. Mà chết em thấy suy đoán nha, nếu như 12 ngày là tay chân nó sẽ bị tróc hết anh. Sắp sửa phân hủy rồi. Sửa phân hủy luôn á, phải đơn giản đâu anh. Đúng rồi. Có thể là da nhất là da luôn nè, da mặt luôn nè, nhất là da mặt luôn nè sẽ bị nám. Đúng nó rồi. Bị nám hết, có thể là không nhận dạng được luôn á, môi miệng này nọ, mắt luôn này nọ sẽ bị lòi ra. Đúng rồi. Có cái đường nào đi qua bên đó không mấy anh em? Có đường qua bản là chú ý bây giờ là bây giờ mọi người xem coi trên cái chiếc xà lan nó có cái gì không, có nhiều người ta tò mò, người ta thắc mắc không biết là trên chiếc xà lan nó có như là camera hay là cái gì đó hay không. Không, camera thì do mình chủ lắp thôi chứ lắp chứ bây giờ mỗi chủ khác nhau, ví dụ như người ta cần thì người ta thiết thực người ta ngàn gắn thôi à. Đúng rồi. Nếu như mà xà lan mà có camera thì các cơ quan chức năng người ta đã tìm ra được nguyên nhân rồi. Đúng rồi. Bây giờ đó, cái mong muốn nhất bây giờ của anh em mình cũng như là tất cả những người trên cộng đồng là cơ quan chức năng phải vào cuộc và làm cho nó sáng tỏ vụ này để cho anh em mình được yên lòng và cả cộng đồng cũng được yên lòng, trong nước và ngoài nước luôn á cô chú anh chị các bạn đều an lòng. Tại vì rất là cái này là rất là được mọi người quan tâm. Đúng rồi, rất là nhiều người quan tâm. Có những cái bánh xe nó cũng lớn nha. Bánh xe này á thì thường thả dưới nước là nó chìm không ta? Cái nó này á như nó là bằng cao su mà, nó bằng cao su, nó như là cũng chìm mà nó chìm không phải chìm lơ nặng lửng, như là đá, nó chìm lơ lửng thôi. Lơ lửng thôi, tại vì trong đó là nó bằng bằng cao su. Nó bằng mũ mà nó cũng phải có mấy cái ấy, nó cũng có sắt trong đó đó. Nó lơ lửng thôi. Em cũng nói chung là em cũng gần nhưng mà thấy mấy cái bánh xe đó không biết là thả dưới nước nó chìm không ta? Nó chìm nhưng mà nó lơ lửng. Chìm mà lơ lửng. Lơ lửng thôi. Nhưng mà nguyên nhân mà để những cái bánh xe như vậy á là để chống, có nghĩa là chống đi cái sự va đập, không phải va đập. Ví dụ như qua những cái cống, những cái cống, cái cống hoặc là có có phà nào đó. Những cái bờ tường á là nó sẽ có cái thân của xà lan. Cái độ đàn hồi. Cái độ đàn hồi. Với lại mà khi mà xà lan cập bến á, khi mà xà lan cập bến á mà thí dụ như chở đồ khẩm nó sẽ chìm xuống á là cái mí bờ ở trên đó là nó chống cái da đập, cho như là nó giống như là nó đàn hồi lại, nó chống cái sự da đập. Rồi, nó đàn hồi hiểu không mà gì nè anh em, theo mình nghĩ như là cái xác của chị Hà đó thì lúc đó mà bị ở dưới dòng sông tới 12 ngày thì mình thấy ở đây là cái dòng sông mình nó hơi nhỏ, mà anh em thấy nước sấy không kìa, nước cỡ đó đó làm sao mà không thấy là được đây nè, như nè không quá trời không áp lực nước ở dưới đó, nó rất là mạnh. Đúng rồi. Trên rất là mạnh. Anh thấy vậy nhưng mà trên á là rất là mạnh nha. Mà tại sao cái xác lên này nằm như vậy thì anh nghĩ mức độ như thế nào khủng khiếp lắm á. Nó khủng khiếp lắm. Đúng rồi. Tại vì lực nước ở dưới đó, nó quợn thì khi nó lực sấy nước nữa nè, ở dưới dạng như là xà lan nếu mà chưa chở hàng nó khác nha, chở hàng nó khác đó nha. Lực nước nó rất là mạnh. Đúng rồi. Nó sẽ sấy nó cuộn đi tất cả những gì luôn. Nội cái mà mình mình thấy ở trên nè. Mình đã suy nghĩ. Ở trên nè ha. Nước nó cũng thấy mình thấy chảy là mình ghê rồi đó. Anh thấy vậy á nhưng mà dưới nó ghê rồi đó nha. Dưới là rất là mạnh. Nhưng mà khi giống như những cái vụ việc mà chết nước như thế này á thì sau coi như 3 ngày á là cái xác nó sẽ nổi lên, nhưng mà cái chị Hà này á là không nổi lên luôn, không nổi lên luôn. Vẫn nằm im một chỗ, tuy rằng á là nước đi ra đi vô nha. Ví dụ như mình nói dưới một cái gốc cây như lúc đầu á anh em mình đã phân tích á, thì khi mà trôi vô đi thì nó đi theo cái chiều hướng đó, đi ra là nó phải trôi ngược trở ra. Đúng, đúng rồi không? Đúng rồi đó. Và khi cái xác nổi lên á theo như cái lực nước đạp kiểu đó là áo đồ này kia nó cũng phải rách hết, nó cũng phải lại nổi cái lên. Ở dưới nó rất là mạnh, lực nước dưới rất là mạnh. Đúng rồi. Tại sao mà lại mà lâu như vậy, tới 12 ngày anh nghĩ đi, 12 ngày là một cái con số 12 rất là lâu. Đúng rồi. Cái và đó trong cơ quan pháp y hay là tất cả những cái vấn đề mà chết nước chưa bao giờ lâu như vậy. Đúng rồi em nói thiệt đúng không? Tại vì á
sao cái thi thể mình sau 12 ngày á là bắt đầu nó đã phân hủy, phân nó quỷ dần rồi, phân hủy bắt đầu quỷ rồi. Cá nó rỉ á, rồi bắt đầu cái những cái ở dưới miền Tây nó có một cái loại gọi là một cái loại côn trùng ở dưới nước á, là người ta kêu là cái con đó là hình như là cái con hà con gì đó, nó chuyên ăn cây á. Đúng rồi. Và sát chết rồi á là nó chuyên ăn á, là nó là cái loại con đó là nó chui vô miệng mình nha, nó chui vô trong lục phủ ngũ tạng mình á, nó ăn ở trong nó ăn ra đó. Thì sau 12 ngày đó là cái thi thể đảm bảo luôn, nếu 12 ngày mà có vớt lên đi nữa thì coi như là nó cũng tiêu tan hết rồi. Cá rỉ rồi bắt đầu phân hủy, lúc đó là mình nắm thịt tới đâu là ruột tới đó luôn á. Đúng rồi, tại vì nó đã phân hủy rồi. À, em cũng không biết là khi mà cái xác của chị mà đưa lên á, cơ quan pháp cơ chức năng mà khám nghiệm á, pháp y á, thì không biết là trên cơ thể của chị có cái sự vết thương gì hay không, có sự va chạm gì hay không. Mấy anh có thể là cho em biết được cái thông tin không? Thì nghe nói là có một cái vết thương trên cổ. À, theo như mình coi trên YouTube đó nha, là có một cái vết thương trên cổ. Thì bây giờ là nó có hai cái phương án là người ta đưa ra. Một là bị tác động vật lý, hai là chị này té, còn ba nữa là do chỉ nghĩ quẩn, chỉ làm nên những cái chuyện là quẩn. Đó, mình chỉ nói quẩn thôi. Theo mình nghĩ, theo mình nghĩ thôi, còn theo mình cái nghĩ. Vấn đề mà kết luận á, kết luận để cơ quan chức năng sẽ kết luận cái vụ việc này. Đó. Thì bây giờ á, nếu như anh em mình mà muốn biết được cái sự thật á, mà vì sao cái xác nằm ở dưới đó 12 ngày mà nó không nổi lên á, thì bây giờ anh em mình chắc phải đi tìm một người có nghĩa là có kinh nghiệm, chẳng hạn như là những người chuyên vớt xác đồ á. Đúng rồi. Chuyên vớt xác đồ á, anh em mình hỏi để xem được là để coi những người đó có kinh nghiệm để mà thấy dụng mình có thể là trao đổi với mình để mình biết thêm chút xíu nữa để cho mà gửi đến cô chú anh chị bạn. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Thôi giờ thì bây giờ về đi. Dạ anh em mình cũng kết thúc video đây. Để mình sẽ đi tìm một cái người coi như là có kinh nghiệm vớt xác, chẳng hạn như chú Ba Chúc hay là một ai đó là chuyên vớt xác trên sông á. Để mình tìm hiểu, mình hỏi ha. Dạ. Đó, và bây giờ thì thôi, cái video của Thông Đặng cũng xin kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt quý vị, hẹn quý vị là ở những video sau. Và rồi, thì chắc có lẽ thì video của các tiên thử thách cũng kết thúc tại đây nha cô chú và các bạn. Hẹn cô chú và chị các bạn vào video sau. Thôi nên là video của Huy Đăng TV cũng kết thúc nha các bạn. Hẹn các bạn video sau. Rồi chào các bạn.